Lời nói đầu. Được sự chỉ đạo của Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban biên tập chương trình Phật học hàm thụ đã tiến hành biên soạn bộ sách Phật học cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình Phật học hàm thụ, cũng như của đông đảo tăng ni và Phật tử. Bộ sách Phật học cơ bản này gồm 4 tập, được biên soạn bởi nhiều tác giả và trình bày theo thứ tự từ các vấn đề Phật học căn bản cho đến các chủ đề giáo lý chuyên sâu, nhằm giúp người học có một số kiến thức cơ bản về Phật giáo. Trong tập sách đầu tiên này, chúng tôi in lại các bài giảng của chương trình Phật học hàm thụ năm thứ nhất 1998-1999 đã được đăng trên Nguyệt Sang Giác Ngộ thành một tuyển tập. Hy vọng tuyển tập này sẽ giúp quý độc giả trong việc tìm hiểu và nghiên cứu về những giáo lý Phật học. Ban biên soạn chương trình Phật học hàm thụ. Lời tòa soạn. Nhân dịp khai giảng khóa Phật học hàm thụ, để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu Phật học của độc giả, Nguyệt Sang Giác Ngộ đã trao đổi với Hòa Thượng Thích Thiện Châu về một số vấn đề có liên quan đến chương trình Phật học hàm thụ trên các tờ báo, tạp chí Phật học tại hải ngoại. Chúng tôi xin trích và giới thiệu cùng bạn đọc. Học Phật bằng tinh thần đại học. Nguyễn Đăng Khải lược ghi. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng tán dương Hòa Thượng Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đã có sáng kiến trong việc mở khóa Phật học hàm thụ nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu giáo lý của độc giả. Tôi hy vọng việc làm này sẽ xây dựng một phong trào nghiên cứu Phật học cho đồng bào Phật tử trong nước và Phật tử ngoại kiều tại hải ngoại. Điều đó ít nhiều sẽ khơi gợi nguồn pháp lạc vô biên, cũng như một luồng sinh khí mới cho độc giả của Giác Ngộ. Một thực tế sinh động của xã hội thời đại cần phải được quan tâm trong quá trình truyền bá chánh pháp, đó là sự phát triển vượt bậc của nước ta về các mặt kinh tế, xã hội và nhất là về mặt dân trí. Trong sự thay đổi đó, Phật giáo cần phải được lưu bố sao cho thích ứng với quần chúng, đồng bào Phật tử, tạo điều kiện cho hàng Phật tử thường xuyên tiếp cận với chánh pháp của Đức Phật. Trong một xã hội công nghiệp hóa và hiện đại hóa như ngày nay, người Phật tử phần lớn bị cuốn hút vào đà tiến triển như vũ bão của công việc làm ăn, vân vân. Nên họ ít có thời giờ nhàn rỗi để đến chùa học giáo lý hoặc nghe thuyết giảng. Trong các giờ giáo lý tập trung, phần lớn là người lớn tuổi tham dự. Tôi nghĩ rằng đây là một thực tế của Phật giáo tại hải ngoại và trong nước có lẽ cũng như vậy. Vì thế, đa số các tờ báo, tạp chí Phật giáo tại hải ngoại đều có trang Phật học đặc biệt dành cho các Phật tử không có điều kiện đến chùa nghe giảng đạo. Và các học viên từ xa này thường xuyên liên lạc với ban hướng dẫn qua thư từ, sách báo để nghiên cứu, học tập giáo lý. Đây là một cách học tập tiến bộ của ngày nay. Tôi nghĩ rằng thông qua khóa Phật học hàm thụ này, bà con Phật tử sẽ có điều kiện tốt để nghiên cứu và tu tập theo lời dạy của Đức Phật và hiểu biết về đạo Phật một cách chính xác hơn. Có một điều cần ghi nhận về phong cách học tập của học viên đối với chương trình hàm thụ là học viên phải nỗ lực tự học và tự nghiên cứu theo sự chỉ dẫn cũng như các tài liệu được giới thiệu. Đây là điều kiện tốt để Phật tử bước đầu đi vào nghiên cứu Phật học một cách nghiêm túc. Ngoài các tài liệu được giới thiệu, học viên cần phải tự mình tìm hiểu thêm và cần thiết liên lạc thường xuyên với ban hướng dẫn để có sự hỗ tương, giúp đỡ trên phương tiện nghiên cứu. Do đó, có thể nói học Phật theo chương trình hàm thụ là học bằng tinh thần đại học, nghĩa là nó đòi hỏi một sự năng động, sáng tạo và kiên trì của người học, nhất là sự nỗ lực vận dụng chánh tri kiến và chánh tư duy theo dõi các chủ đề Phật học trong cuộc sống thực tiễn. Sự theo dõi một cách kiên trì và liên tục đó sẽ tạo ra một nền nếp đạo đức luân lý Phật giáo ngay trong tự thân của mỗi học viên. Chúng ta có thể nói quá trình học tập như thể là quá trình tu tập, tôi luyện đạo đức và trí tuệ hướng vào đời sống hiện thực của người Phật tử. Và cuối cùng, niềm mong ước của chúng tôi là các Phật tử trong nước cũng như ở hải ngoại sẽ cố gắng tham dự khóa Phật học hàm thụ để trưởng dưỡng đạo tâm
và ngày càng tiến sâu vào đời sống của sinh thức tuệ giác. Đức Phật dạy rằng chỉ có trí tuệ là sự nghiệp, và chúng ta cũng biết rằng trí tuệ chân chính chỉ được phát sinh trong quá trình vận dụng chánh kiến và chánh tư duy của mỗi con người. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net.